Bình thường sẽ ít nói mà sao hôm nay mình làm bất ngờ quá vậy? Được, tặng Yên nè. Dạ, nguyên cả lớp học thêm nhìn mình là trở thành người nổi tiếng trong lớp luôn. Giờ xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai bạn. Dạ, em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả. Em xin giới thiệu, em là Nam Uyên, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Quảng Nam và em hiện tại là nhân viên ngân hàng ạ. Mời chồng của Nam Uyên. Thì em tên là Quốc Vương. Thì hiện tại em đang làm nhân viên IT, chuyên về phát triển phần mềm. Em cũng đến cùng quê với vợ luôn. Dạ. Nghe bạn này là mình biết liền là Quảng Nam, giọng bạn kia thì lại không giống. Ừ, mà Quốc Vương là có liên quan tới Quốc Thuận không? Dạ chắc cũng có. Chắc chắn là hai bạn là quen nhau từ cái thời thanh mai trúc mã đúng không? Dạ đúng rồi, tụi em quen nhau từ thời cấp 3. Em ấn tượng vợ lần đầu tiên là vào buổi sinh nhật vợ á. Tuy là rất là nhỏ con, nhỏ nhất lớp nhưng mà miệng thì to nhất lớp, rất là nhoi. Em không biết có do bẩm sinh hay sao, giọng em lúc nào cũng to hết á. Người nhỏ luôn, lúc nào em cũng thích chị cũng to to hết á. Vậy thì Uyên có ấn tượng gì về anh ấy không? Dạ có ạ. Chồng hay phát biểu mà lúc nào cũng phát biểu đúng á. Quay xuống sao ai mà giỏi gì, cái gì cũng biết hết vậy. Là học giỏi đúng không? Giỏi. Ngày trước á, ngày trước chị đi học chị cũng hay ấn tượng với mấy người bạn trai á mà học giỏi. Dạ. Hồi đó là con trai mà học giỏi là chảnh lắm luôn á. Hồi đó em có chảnh không? Dạ. Ít cười chắc chắn là chảnh rồi. Dạ. Mấy bạn gái thì thấy chảnh thôi chứ em thì với mấy bạn trai thì bình thường. Đến bao lâu thì các bạn mới thực sự để ý nhau? Em á thì hay để ý chồng em mà lúc đó để ý với cương vị là một người ngưỡng mộ. Em muốn cũng muốn làm quen với chồng em lắm để mình trao đổi học tập, nhưng mà chồng em lúc đó thì không nói hỏi câu kìa. Hết rồi, muốn bắt một câu chuyện nữa để hai đứa cùng giao lưu, không có nói, không bắt chúng đại được. Giống như là mình ít nói chuyện với con gái nên cũng không có chuyện gì để nói hết. Chị tại biết chị hận lắm rồi đó, chị lớp 10 cũng giống em vậy đó. Dạ. Lớp trưởng chị học giỏi thiệt là giỏi mà xấu như quỷ vậy đó. Mà chảnh mẹ giỏi mà sao lúc đó mình thấy cái người đó đẹp ghê, là đẹp luôn á. Ngưỡng mộ. Thiệt luôn. Rồi cái cứ cũng cứ tìm cách rà làm quen hoài, nó không thèm nói chuyện mình. Dạ. Tới lúc nó đi nước ngoài luôn. Giờ coi lại mấy cái hình hồi xưa nó xấu tàn canh luôn. Ngưỡng mộ dữ vậy. Hồi đó là mình thấy lung linh. Đúng chưa? Đó là thấy đẹp lắm, đẹp nhất lớp luôn. Hồi đó chỉ được cái cao thôi. Rồi đến bao lâu thì hai bạn mới có thể thoải mái với nhau, ngồi nói chuyện với nhau thật nhiều? Nhưng mà vô tình lúc mà kiểm tra một môn học môn toán thì lúc đó chồng em được gọi là điểm thấp. Thì bạn học giỏi nhất lớp mà 6 điểm mà so với lại chồng em mà rất là thấp. Em mới để ý qua, thấy bạn rất là buồn. Thì nhân cơ hội đó em giống như là an ủi, động viên, chia sẻ với nhau. Rồi qua ngày hôm sau cũng thấy có cười, đến là có cười nói em, thấy ui thành công rồi hả? Nhưng mà vẫn chưa nói được gì hết. Em có đơn phương vợ em không? Em cũng không nhớ nữa mà chắc cũng có tí gì đó. Ủa, là lúc nào? Tại vì anh thấy qua cái câu chuyện của vợ em á, là anh thấy là em là dửng dưng, em rất là thờ ơ và em đơn rất là chuẩn. Nhưng mà nhiều khi bây giờ người ta yêu ngược lại, người ta giấu trong lòng mà bà kia không biết làm sao. Nhưng mà sau mà lần vợ em gọi là an ủi em á, thì tự nhiên mình cảm thấy trong lòng mình có cái tình cảm gì đó rất là đặc biệt. Em có biết cái chuyện mà anh ấy nhìn thấy mình nó có một cái sự đổi thay không? Dạ lúc đó thì chưa, thì cứ nghĩ là ai ngồi bên em là cũng có thể mở lòng nói chuyện giống như bạn bè thân khác thôi. Thì vô tình em cũng có lời đồn của các bạn trong lớp, ui Ni Vương để ý Yên sao á, thấy cái gì hành động của Yên nó cũng biết hết á. Thì em nghe cũng sướng sướng trong người. Em tỏ tình với cô ấy như thế nào? Có một lần tỏ tình là ngày đó là 20 tháng 10. Em định là tặng hoa cho vợ ở trên lớp, nhưng mà tôi cảm giác nó vẫn chưa đủ dũng cảm lắm. Cho nên là sau buổi học buổi sáng á, thì hai đứa đi học thêm, trưa đó mới chạy đi mua hoa, tính là tặng trước khi vào lớp. Nhưng mà lỡ mua hoa lâu quá cho nên tới lúc tới lớp là người ta vào hết trơn rồi, mới nghĩ là chuyển qua tặng qua sau khi đi học về, mà sợ để ngồi trời nắng thì hoa nó héo hét, cho nên liều đi thẳng vào lớp tặng luôn. Đông lắm mà em đang ngồi thấy lù đi, đã đi trễ rồi còn đem một bó hoa vô nữa. Đưa tặng Yên nè, cho nguyên cả lớp học theo nhìn mình trở thành người nổi tiếng trong lớp luôn. Sao bình thường thấy ít nói mà sao hôm nay làm hành động mình bất ngờ quá vậy. Và cái cảm giác của em rất là sung sướng, và từ đó hai bạn yêu nhau đúng không? Dạ chưa. Chưa. Rồi em khó lắm rồi. Đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là yêu nhau? 5 năm sau anh. Nếu mà tôi không hỏi cái đó là hai bạn này kể cái gì? Khi tụi em đi Đà Lạt á, phong cảnh lãng mạn mà, cho nên là em thấy là cũng theo đuổi bạn này cũng mấy năm rồi mà vẫn chưa được.
là sau lần đi chuyến đi Đà Lạt này là phải gọi là tổng tấn công luôn. Phải tấn công tên khắp mặt trận để gọi là chốc hạ luôn. Rồi đi lâu quá, 2 tháng sau thì vợ em mới đồng ý. Mà em tỏ tình sao? Hồi nãy giờ người ta muốn lắng nghe lại trên Đà Lạt cái câu cái chuyện mà anh tỏ tình người ta, anh hành động như thế nào? Thì đây em nói là tụi em nhậu xong á, thì quý em mới có hơi mang vô quyết định là tính là ngày hôm sau là cũng mua hoa tặng vợ xong tỏ tình lại. Nhưng mà tới đêm sau ngủ dậy khi nó hát hơi mang cái hát rồi dũng cảm mà hoa trời đất ơi, câu chuyện gì nó lãng xẹt không trời. Xong cái đó thì em mới về Sài Gòn mới quyết tâm lại mang hoa tới trước nhà trọ của vợ á, gặp khu đó đông người nữa cho nên người ta đi qua đi lại. Rồi em từ trên nhà đi xuống thấy em cầm bó hoa là hát hồn luôn, tại em tại vợ em ngại tặng hoa trước đông người lắm. Đó sững dững rồi mà mặt đỏ rồi. Cái chỗ đó chịu chưa? Sắp chịu chứ chưa chịu. Trời ơi, chịu luôn. Sao chuyện này ly kỳ quá vậy? Xong cái em phải cùng quay theo đuổi 2 tháng sau nữa thì đó, 2 tháng nữa đó. Ủa, vậy là đâu có liên quan tới cái Đà Lạt đâu. Không, không có liên quan gì tới cái Đà Lạt. Dạ, bởi vì em nghĩ là lúc mà đi Đà Lạt á là em có dẫn thêm một người bạn thân em nữa, bạn cũng con trai luôn. Chồng em lúc đó tưởng là bạn trai em. Chồng em lúc đó cũng như ghen tuông. Mặc dù mình chưa phải là tán được em nhưng cảm giác như không thích người nào quan tâm em hơn chồng em hết. Thì tối đó chồng em say rồi mới đủ dũng khí nhắn tin em là Yên ơi làm người vợ của Vương nhé. Ủa bị gì vậy, bình thường mấy năm này không có nói lại mà chắc là say à. Nhưng mà em chú ý là ngày sau lên xe về là thấy hành động thấy khác, có cầm tay em trong lúc lên xe nữa. Mà để Yên đúng không? Dạ đúng rồi, vì xe trong xe không mà. Rồi 2 tháng sau kể từ lúc tỏ tình ở nhà trọ thì dạ, câu chuyện như thế nào? Chồng em có nhắn tin là thử yêu cảm giác nó vui lắm. Mà Vương chỉ nắm tay thôi chứ không có làm gì hết á. Thì lúc đó em thấy là chàng trai rất là chân thật. Mấy năm sau cũng vẫn chân thật như vậy nên em đồng ý. Rồi bây giờ vô tới Sài Gòn có đêm tân hôn chưa? Dạ rồi, dạ có chứ. À, mọi thứ nó vui vẻ không hay là vẫn còn e ấp ngại ngùng? Theo cách mà anh hiểu về vợ em là một người rất là truyền thống luôn. Dạ. À, thì nó cũng vui theo cách truyền thống. Cưới nhau về 6 tháng, cô ấy có thật xấu nhiều không? Khó tính lắm. Gặp em thì hay quen nữa cho nên đụng tí là bị vợ la. Thì bình thường thì có thể em nhịn nhưng mà đôi lúc nó cũng căng thẳng thì em cãi lại, xong rồi hai đứa cãi lộn qua lại vậy đó. Mà vợ em có cái là khi mà giận là cứ lôi hết mấy chuyện cũ ra kể luôn. Lôi tắt tần tật mấy chuyện mà giận trước rồi kể rồi cứ giận tăng cấp lên. Tăng quá rồi tí lúc em phải hạ nước em xin lỗi mới được. Ủa nhà nó hay quên lắm mà. Dạ, siêu đáng trí luôn. Nhưng đi đường là không bật chân trống. Mà em thấy cái chuyện không bật chân trống rất là nguy hiểm. Có một câu chuyện mà em nhớ là em cười à. Thì lúc mà đính hôn của hai đứa xong lễ hết rồi là quên đem nhẫn. Thì lúc đó em không biết chồng quên. Thì em chỉ nghe nói là tiếp một trao nhẫn để cuối cùng nha. Thì em kêu, ồ quy luật nó vậy hả anh? Em cứ tưởng là quy luật của nhà chồng là vậy. Im lại nói cái anh tài xế xe chở về tới nhà lấy nhẫn mà cách nhà cũng cách 25 cây số vậy đó. Trời. Làm lễ xong rồi bà con ngồi nghỉ khoảng tiếng rưỡi đồng hồ là tiếp một cho nhẫn tin theo hiệp 2. Vương có thật xấu đáng trí thật thà cũng hơn vô tâm. Đang tập trung làm gì á, em ở ngoài em kêu em nhờ làm gì không có nghe. Em đang chiên bánh tổ là chiên là rất là nhanh cháy. Em đang chiên em qua em đi đổ rác em nói anh lại xem bánh tổ cháy chưa, kêu hoài không chịu nghe. Xong quay qua nhìn luôn. Em mà mắt cũng còn nhìn trên cái màn hình đó, chạy lại cháy trơn luôn mà trong khi em đang thèm ăn bánh tổ nữa, cháy trơn mất. Rồi lúc sao? Đó em cũng giận. Ủa sau này em có chuyện gì sao? Thì anh đang tập trung mà sao anh biết em kêu được, mà nhà có 2 người à? Có còn gì nữa? Xấu lắm rồi, thôi xấu lắm rồi, không bắt người ta mau ai nữa. Rồi nhân đây thì muốn anh thay đổi điều gì? Anh muốn anh thay đổi bớt đáng trí đi. Em mong vợ em thì vợ em cũng hơi bi quan, với lại cũng hơi lười tập thể dục nữa. Sắp tới là vợ sống lạc quan hơn, với lại tập thể dục thường xuyên hơn. Quen với nhau từ lúc mà còn thanh mai trúc mã đó, nhiều khi mà lại e ấp mà lại kiểu mà mắc cỡ nữa. Thành ra có những điều đôi khi có thể là trong cái mối quan hệ vợ chồng á, tụi em chưa có tự nhiên. Thì chị nghĩ là lướt qua cái cảm xúc về bạn bè. Mà bây giờ cứ nghĩ là mình là vợ chồng là từ lâu lắm rồi, từ tiềm thức, từ là kiếp trước tới giờ rồi. Thành ra là vợ có những cái nhu cầu gì, có những cái gì thì nên chia sẻ với chồng, và chồng ngược lại cũng nên như vậy. Thì tụi em là hạnh phúc trọn vẹn luôn á. Dạ, cảm ơn anh chị. Xin chào hai em.
Cảm ơn tụi em. Dạ, hai vợ chồng em nên duyên á, thì cũng nhờ cô giáo chủ nhiệm đã xếp chỗ ngồi cho tụi em. Cô cũng đi Mỹ rồi. Dạ, cô thi ở bên Mỹ mà có xem chương trình này á. Cảm ơn cô đã nên duyên cho vợ chồng em để có ngày hôm nay ạ. Em chúc cô cùng gia đình hạnh phúc và sức khỏe. Giới thiệu em là ca sĩ Bằng Cường và vợ của em là ca sĩ Bảo Anh trong nhóm nhạc Gemini. Cường, nói chung là bây giờ mình vẫn phải làm đúng thủ tục, là có nghĩa là Cường 30 tuổi nè, bây giờ cái địa bàn hoạt động của Cường á là phủ sóng ở nơi nào là nhiều nhất nè, ví dụ vậy đó, để cho quý vị khán giả nhiều khi muốn tìm em hát ở chỗ nào còn biết mà đến mà thưởng thức chứ. Dạ, em xin được giới thiệu là em năm nay sinh năm 81, không biết là 41 hay là 42 tuổi, nên là em cũng phải nhớ. Là 42 hay 43? 41 thôi. Vâng, em cảm ơn ạ. Em thì vào Sài Gòn từ năm 2006, là lần đó thì em chỉ vào chơi thôi, thì dính lại đến tận bây giờ luôn. Có nghĩa là địa bàn của em hiện giờ là ở Sài Gòn. Dạ vâng. Ở thành phố Hồ Chí Minh đúng vâng, không? Vâng. Công việc chính của mình bây giờ hiện tại là ở thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Em với Cường là vô tình là anh em cũng biết nhau trước đó rồi. Thì tụi mình là biết nhau hết. Dạ, biết nhau rồi. Nhưng mà khổ ghê á, vô trong chương trình là mình phải đúng format coi như mình giới thiệu lý lịch trích ngang á, vậy đó. Ủa mà lúc trước anh em gặp nhau đâu có nghiêm túc gì đâu ta. Hồi trước là hai anh em hay đi diễn cùng với nhau ở những cái chương trình từ thiện, rồi mang những cái niềm vui, những cái điều gì tốt nhất dành cho những cái nơi mà mình đã đi qua, thì đã có duyên được đi diễn cùng với Tuyên trong suốt một cái hành trình nha chị. Bây giờ chút xíu nữa là mình buông nẹp, giờ mình phải điều tra cái Ngọc Anh này đã. Rồi sau đó là Bảo Anh ạ. Bảo Anh, sorry em, Bảo Anh. Đó, Bảo Anh tiếp tục giới thiệu lý lịch trích ngang của mình đi. Dạ vâng ạ, em con xin chào cô Hồng Vân, em chào anh Ngọc Tuyên. Em chào em. Dạ, em là Bảo Anh, em là vợ mới cưới của anh Bằng Cường. Dạ, em năm nay là 30 tuổi, là sinh năm 93. Dạ vâng ạ. Hiện tại thì... Hai vợ chồng cùng tuổi gà. Dạ. Tuổi gà luôn, hơn trời phiền tuổi á. Hơn đúng con giáp luôn. Dạ. Và hai chồng hiện tại giờ đã có bước đi chưa Cường hả? Dạ, đang kế mới hoạch nên chưa. Đang kế hoạch. Vâng. Bây giờ thật ra trước khi mà mình gọi là trò chuyện mà gọi là sâu hơn về cái cuộc sống hôn nhân của hai bạn này á, sao mà lâu rồi chị chưa được nghe em hát đó Cường. Dạ. Hay là bây giờ hai vợ chồng á tặng chị này, tặng Tuyên này, Tuyên chắc nghe nhiều rồi ha, tôi tặng chị thôi với lại quý vị khán giả một cái đoạn nào đó của hai vợ chồng đi, hai vợ chồng song ca đi. Thường thì quý khán giả ấy, thường nghe bọn em hát cũng nhiều rồi, cũng là các anh chị trong giới cũng nghe nhiều rồi, thì thường là hay nghe có nhạc. Còn hôm nay thì đến với chương trình mà không hát thì cũng kỳ, mà hát sớm quá thì cũng hơi kỳ, nên là thôi cứ thành kỳ thì. Hay nhưng mà có một điều là vợ biết là chồng sắp sửa hát bài gì, nhưng mà hình như vợ không thuộc lời bài đó lắm. Không thuộc lời, hát không thuộc lời cái bài mới có được không ạ? Không thuộc lời lắm. Bài nào cũng được, miễn hay bài bài đầu tiên đi, bài Cơn Mưa Tình Yêu đi. À. Được không? Bài đó, bài đó thuộc lời hơn. Hát một đoạn đầu đây ha. Ok, hát đoạn đầu. Tại vì cách đây khoảng 4 năm trước ấy, thì em với Bảo Anh có quen nhau là cùng hát chung với nhau bài hát là Cơn Mưa Tình Yêu, thế là dính luôn Cơn Mưa đến tận bây giờ. Và cách đó trước 3 năm trước nữa. Hình như mất tiếng hay sao ấy. Đúng rồi, mất tiếng rồi. Micro có vấn đề. Alo, alo, alo. Giống đây đúng không? Quán Cường á. Alo. Tiếng bình thường rồi nè. Alo. Alo, rồi. Thì cách đây trước 4 năm thì hai người có gặp nhau trong một cái chương trình, cũng là chương trình từ thiện, là bọn em đi diễn ở miền Trung. Thì mới gặp nhau, trong đó là hát chung với nhau cái bài hát là Cơn Mưa Tình Yêu. Thì lúc mà bắt đầu gặp thì vợ em mới ra, ngày đầu tiên gặp lại thì vợ em mới nói là anh có nhớ em không? Thế là lúc đó em đang mơ hồ, và sao tự nhiên có một cô gái xinh đẹp nào tự nhiên hỏi anh có nhớ em không? Thế em đang bị bất ngờ thì tự nhiên hỏi là cách đây 3 năm trước em và anh đã từng diễn với chung với nhau ở một cái chương trình từ thiện. Thế lúc đó em mới bảo thì nhớ rồi, nhưng thực ra vẫn còn đang mơ hồ. Nhưng em cứ phải nhớ rồi, đó là một cái phép lịch sự. Đó, thế nên chỉ cần gợi nhắc là chương trình mang tiếng hát đến bệnh viện Nhi Đồng là bắt đầu lúc đó mới nhớ ra bao nhiêu cái đó mới ùa về, thì mới nhớ ra đúng
Rồi sáng nhìn đến đây là gửi tặng cho chị Vân Tiên phát cổng gì khán giả. Dạ, một phút anh ngần ngơ. Đúng không? Hát từ đầu được không? Hát từ đầu hả? Đấy. Ở ngoài hát không khớp lên đây nữa. Người yêu ơi, cỏ mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ, từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Hơi chậm và cơn mưa ngoài trời như gió lạnh, giật mình nhớ tới anh, hãy cho em anh nhé, và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bắt đầu, ngọt ngào như vô tình, yêu anh ngàn lần hơn nữa. Một phút anh ngần ngơ, một phút em thầm mơ, đừng vội làm cơn mơ giăng kín trong lòng em, để trái tim ngủ quên, để nỗi đau triền miên, từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm. Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau, trọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu. Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi, sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời. Thực ra hai người này hát chung cái bài này mà không yêu nhau mới là lạ, đúng yeah. không? Từ cái ngôn từ cho tới cái cách thể hiện là hai người phải nhìn đắm đuối với nhau. Cái cách nhìn nhau đó. Đúng rồi, bắt buộc cái bài này hát là phải nhìn đắm đuối như vậy. Thành ra là chắc chắn là tối hôm đó về là chắc cũng có vấn vương một chút, rồi sau đó thì bắt đầu nó mới từ từ nó nhạt đi, đúng không Cường? Không, nó vẫn mặn ạ. Đâu, 3 năm sau mới gặp lại mà. Không, có nghĩa là 3 năm trước là hai bọn em chỉ gặp nhau trong một cái lúc chương trình từ thiện. Là lúc hai đứa em không chưa. Dạ không ạ. À, lúc là chưa. À, và dạ, dạ. Hai đứa hát xong là lướt qua nhau luôn chứ không có ai động lại một điều gì đó. Giống như lúc nãy anh Cường có chia sẻ như vậy thì bây giờ sẵn ở đây nè, Cường nghĩa là Bảo Anh có lẽ là bật mí là cơ duyên từ đó là hai bạn đến với nhau luôn, đúng không? Tức là sau 3 năm gặp lại á, sau 3 năm kể từ cái mốc đó đó, yeah. em bắt đầu là tụi em bắt đầu nói cho mọi người nghe là trong cái lần mà sau 3 năm gặp lại đó, cái là chợt nhận ra nhau đó, thì gọi là tiếp tục như thế nào, cái cơn mưa tình yêu nó ập xuống tụi em ra làm sao đó. Dạ vâng, thì... thật ra là nói thì tại vì có thể là mọi người không tin, nhưng mà em không biết anh Bằng Cường là ai trước đó, cho tới tận lúc cách đo đây, nghĩa là cái lần đầu tiên là 3 năm trước á, thì em mới biết à anh Bằng Cường trông như vậy nè, có nghĩa là ca sĩ Bằng Cường mà trước giờ mình nghe thì là trông như thế này. Thì lúc đó thì em cũng chỉ là ấn tượng như vậy thôi. Sau đó sau 3 năm thì tại vì là do là em thì ngày hôm đó là em có một cái việc trục trặc nhỏ nên là em không có thể diễn cùng mọi người được, mà em đến bị trễ, lúc đó trời mưa rồi. Và lúc đó thì đoàn có một cái buổi tiệc nho nhỏ, thì em ý định là em không có định ra cái buổi tiệc đó đâu, nhưng mà anh trưởng đoàn có kêu là thôi thì lỡ tới rồi thì qua giao lưu với mọi người một chút xíu, thì em cũng tranh thủ em ra. Thì em vừa bước vào em thấy anh Bằng Cường tự nhiên ổng đang ngồi dậy, cái tự nhiên có nghĩa là cái đầu không có quay qua, nhưng cái ánh mắt ổng tự nhiên bị lé qua ở bên, nó liếc qua ở bên nhìn, nó liếc qua một bên như vậy là em thấy không. Nhưng mà thật ra tại em thấy cái mặt ổng đánh phấn dày quá, còn đuôi tóc á, nối tóc dài dài như vậy, kiểu Kim Tiểu Long. Kim Tiểu Long, dạ dạ. Kim Tử đó, Long. Kim Tử Long, kiểu tóc y chang người, vậy luôn. Cái anh em để dài thì mọi người cứ bảo nhìn anh này giống Kim Tử Long. Dạ. Nhưng mà đánh phấn rất là dày, dày nhất, có nghĩa là đậm nhất trong tất cả những người ngồi đó. Thì em là nghĩ không, có lẽ là cái đầm mình mặc đẹp quá hay như thế nào. Nói chung là em không có nghĩ là ảnh dành cái thiện cảm cho anh cho em là của một người đàn ông. Mà em chỉ nghĩ là chắc là có cái gì đó của chị em phụ nữ nên bắt tín hiệu với nhau. Thì lúc đó em cũng không đề phòng gì hết. Cái lỗi là do bộ tóc dài đó, phải không? Với lại đánh phấn nữa à. Cái ánh mắt nó gì đó, mắt lé quay. Chỉ có dùng ánh mắt thôi chứ cái đầu thì vẫn giữ nguyên vị trí. Mà vợ em là thông báo là cận nặng mà vẫn nhìn được cái ánh mắt em tia thì cũng là cũng ghê gớm. Có nghĩa là lộ liễu lắm luôn á. Nhưng mà lúc đó là tại vì em cái ánh mắt đó là ánh mắt là em gọi là giống như là em nhìn một cái là em bị hút theo, và nó có một cái luồng điện là của nam nữ, đúng không? Không, hay là bắt nhịp anh này là một cái người không phải là cứng rắn lắm. Không, ý như là chị đã hỏi Cường á. Em thì là em ánh mắt đó thì có là Cường có một cái điện của nam nữ không? Hay là chỉ là
một cái bình thường xéo sắc giống như là cảm nhận của Bảo Anh thôi. Không, em thì là giống như là có nghĩa là ở đoàn ấy, mọi người diễn xong thì mọi người hẹn nhau đi ăn đêm. Em thì đang ở trong khách sạn thì không có muốn ra ăn. Nhưng mà đến khi mà mọi người cứ nài nỉ ra ăn đêm thì bắt đầu em mới đi ra thì có hai cái mâm. Thì cái mâm trước ấy thì mọi người ngồi full hết, kín cả cái mâm rồi. Thì còn mỗi mình em thì ngồi đây thì không được, ngồi gần quá thì cũng với góc đồ ăn cũng không được. Thì là thôi một mình em một cái mâm dài, dài sọc luôn, không còn ai nữa. Thì mình em đang ngồi đây mà không, mình ăn đây một cái mâm thịnh soạn quá, no quá. Thế tự nhiên đang ngồi không biết làm sao để ăn cho nó đỡ ngại thì là có Bảo Anh và em gái là Bảo Trân, hai chị em song sinh ấy. Đó thì hai chị em cùng vào. Thì em nhìn thấy giống như mình vớ được một cái phao, mình nói, ôi sao có một cái người đẹp này, thôi xin mời vào đây ngồi luôn cùng với anh để cho nó đỡ ngại. Thì mình nhìn thì mình không biết là bạn này bạn ngồi ở đâu, thì mình chỉ muốn là hãy đi vào đây, hãy đi vào đây, hãy đi vào đây. Không, không thể tin được, không thể tin được. Cái đó là cái gì, dạ, cái lý do đó em là tới giờ em vẫn thấy là một không, cái gì đó bao biện có thôi. Có nghĩa là... Dạ, đúng không, rồi. Có nghĩa là mình chỉ nói là bạn này rất là đẹp, rất là xinh thì hãy vào đây ngồi với mình để cho mình có một cái người ngồi đẹp ngồi gần với mình thì mình cũng thích. Để ăn cho rồi á, chứ bây giờ một mình đã một cái bàn đó, nó kỳ kỳ. Vâng, thì bắt đầu là cái trong cái buổi tối thì thường là nghệ sĩ em thì một người đẹp thật thì hay như thế nào thì mình cũng có một cái gì đó là mình phải tém tém lại một chút thì nó là như vậy. Chứ chả nhẽ thấy một cái người đẹp quá thì em ơi vào đây thì cũng hơi kỳ. Mà chị hỏi thì em nhờ cái hôm đó là em có nhận ra ai là Bảo Anh, ai là Bảo Trân không? Hay là em luôn đây là một trong những câu hỏi mà có rất là nhiều bạn bè, nhiều anh chị cũng hỏi là em có bị nhầm bao giờ không? Đó. Nhưng mà được cái là em mà đã để ý ai thì không có bao nhầm, ít nhầm lắm. Đó là sau này chị đương hỏi ngay cái thời điểm đó là đó. Em có nhận ra bạn nào là vợ em bây giờ không? Hay là hai người là em thấy là 50-50 hết? Không, em thấy là tại vì dễ đoán là vợ em thì để tóc dài, còn em gái thì để tóc ngắn hơn chút. Nên là mình cứ dựa vào cái đó để mình biết thì nó sẽ dễ hơn. Mình phải quan sát. Hôm đó để ý cô tóc dài đúng không? Dạ vâng. Coi như là từ lúc đó tới lúc này luôn, không có lộn, không có nhầm lẫn đó. Dạ, dạ, dạ chưa có lộn. Trong cái tình yêu này á, ai là người chủ động? Đến thời điểm bây giờ á, ai là người chủ động để mà gầy nên một cái tình yêu này? Chắc dạ, là Bằng Cường. Nếu mà để... Thì đúng rồi, chồng nói đi. Chắc là Bằng Cường, tại vì là... Tại vì thường là mình sẽ... Trước kia thì mình không có nghĩ nếu mà mình mà xác định với ai ấy, thì mình phải là mình là người chủ động. Còn nếu mà mình không xác định thì mình sẽ không có một cái ý nghĩ gì hết. Thì sao lại có chữ chắc là? Tại vì trước giờ em không nghĩ sẽ lập gia đình vào khi nào. Hồi còn nhỏ thì nghĩ là 20 tuổi mình sẽ lấy vợ. Nhưng mà cứ chờ mãi cuối cùng là đến tận 42 rồi mà... Có nghĩa là không có một cái plan, một cái kế hoạch là mình sẽ phải lấy vợ trong năm nay hay là gì? Mà cái chuyện mà cái ánh mắt mà trao nhau với bộ tóc dài Kim Tử Long đó là chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi cơ? Dạ, ngay ngày đầu luôn. Dạ 4 năm ạ. 4 năm rồi. Dạ vâng. Ngay ngày 4 năm rồi. Dạ. Tụi em đám cưới được mấy năm rồi? Dạ tụi em mới đám cưới được chưa được 1 tháng ạ. Hôm mùng 4 tháng 2. Dạ. Mới đây luôn á. Đúng rồi. Dạ. Có nghĩa là chắc là bây giờ từ cái thời cách đây 4 năm là ai là người chủ động tấn công? Em thật ra là em là hoa hậu thân thiện. Nên là cái em có nghĩa là em tạo cơ hội cho anh nói chuyện với em. Thế ngay từ đó thì anh thấy là cô này rất là gần gũi, thân thiện. Thì anh cũng rất là kiểu mở lòng hơn. Kiểu cảm giác là bỏ qua những cái rào cản. Tại vì anh này thấy nói thẳng ra người ta dân gian người ta gọi là gì nhỉ? Nhát gái đó. Anh này là như vậy đó. Tại vì em thấy để ý là cái lúc mà ngay đầu tiên em hỏi là anh có nhớ em không? Rồi em gợi cho những cái câu hỏi để mà mình trò chuyện thì anh cũng không có biết cách trả lời lắm. Rồi anh cứ nhìn qua chỗ khác, kiểu ánh mắt không có được nhìn thẳng vào em đó. Em yeah. Sai rồi, cái đó là chiêu trò. À chiêu trò anh hả? Trời giờ mới biết. Là Bảo Anh là người chủ động đúng không? Trong dạ để em bắt chuyện thôi, nhưng mà em không phải là người chủ động trong tình vì yêu. Vì bắt chuyện là bởi vì là nghĩ thôi. Là dạ. Một cái gì đó là chị em. Thì em vẫn nghĩ anh là chị em bạn gì mà. Dạ. Thì không thể nào là một người đàn ông thích mình được. Dạ chắc chắn là như vậy luôn. Rồi đến một ngày nào đó em vỡ òa ra là dạ. Ảnh là cái người mà gọi là đàn ông đích thực. Và ảnh chủ động, ảnh gọi là ảnh cho em một cái luồng điện là ảnh muốn yêu em. Dạ. Muốn làm quen với em là sau đó bao lâu? Dạ hơi bị nhanh luôn ạ, chắc tầm nửa tiếng sau đó ạ. Tín hiệu nhanh dữ vậy bộ. Ôi quá trời ơi, đất dạ. Này dễ sợ quá. Nhanh lắm bởi vì mọi thứ cảm xúc á chỉ trong nửa tiếng mà biết bao nhiêu cảm xúc từ chị em bạn gì là bị
Nhân chứng là các bạn ăn đúng không? Dạ không, anh này anh đi về trước. Tại vì cái lúc đó mọi người đang ăn nhậu mà anh không có biết nhậu. Anh Bằng Cường là trước giờ là uống một chút xíu thôi là say ngất ngay rồi, nên anh rất là hạn chế để uống bia. Thì là mọi người uống bia thì tới cái giai đoạn đó thì anh đi về. Đang lên đúng không? Dạ, thì mọi người đang vui đó thì anh đi về. Thì em lại khẳng định hơn nữa là chắc là anh này đúng là kiểu ngồi đây chán quá, chứ mình ngồi đây mình cũng kiểu dân con gái này nọ mà ngồi đây mà người ta lại không có muốn nói chuyện với mình, đi về thì chắc là chị em là gì rồi còn gì nữa. Thì thật ra là em cũng không để ý gì lắm. Cái tự nhiên điện thoại, cái lúc trước đó là có ad Facebook. Dạ, thì tự nhiên điện thoại em tinh một cái, em nhìn cái màn hình thì em kêu chứ, rồi ông này chắc chắn không phải là chị em bạn gì rồi. Thì trong cái tin nhắn đó nhắn với em là em đã về chưa? Tại vì nếu như mà không phải là một người thích mình thì chắc chắn người ta sẽ không hỏi thăm cái điều đó. Thì ngay cái lúc đó là em rồi chắc chắn người này thích mình. Và ngay sau đó anh này thả thính tới tấp lắm chị ơi. Liên tục. Trời ơi, thính ở đâu mà nhiều lắm, toàn là những câu danh ngôn thành ngữ gì đó. Nhiều lắm. Em có đón nhận liền không? Em thấy mắc cười lắm, tại vì anh Hoàng Cường nói chuyện hài á, kiểu dạng nói những cái câu thả thính nhưng mà kiểu hài, nhưng mà đi đâu gặp em cũng nói cái đuôi vậy, đi cứ gặp em ở đâu là nói. Thậm chí là em bảo Trân em ngồi giữa thì anh ngồi bên này, anh cũng với qua anh nói, anh thả thính vậy đó. Thả từ cái lúc mà 3 ngày ở Quảng Ngãi từ thiện cho tới lúc ra sân bay, rồi từ sân bay rồi bay về Sài Gòn, rồi vẫn tiếp tục thả thính hoài luôn. Mà rất là nhiều cái câu á. 3 ngày ở Quảng Ngãi em thả thính có thu hoạch được miếng nào không? Đến đây ạ. Thu hoạch. Thì thật ra lúc đây cũng gọi là em cảm giác là cảm mến anh này thôi. Nhưng mà phải nói luôn là lúc đó thực ra em không có suy nghĩ sâu xa là sẽ quen anh Bằng Cường. Tại vì trước đó là cũng khoảng một năm. Ở đây em có thể chia sẻ một kỷ niệm vui với anh Quách Ngọc Tuyên luôn. Tại vì trước đó là em có tham gia một chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn. Không biết anh còn nhớ em không? Đấy lại là câu hỏi đấy. Thì trong đó là cô Việt Hương có hỏi, chị Việt Hương có hỏi em là gu bạn trai của em là gì? Em có trả lời là em có 5-6 cái tiêu chuẩn dành cho bạn trai của em, nhưng mà tiêu chuẩn đầu tiên là phải cao. Nhưng mà sau đó 5 tháng sau thì anh gặp anh Bằng Cường. Không những không cao dạ, mà anh Ngọc Tuyên đứng lên đó, anh còn nhớ không? Không, chắc là anh không nhớ rồi. Dạ, thì đại loại là em có một cái kỷ niệm với anh Cách Ngọc Tuyên như vậy. Thì sau đó là 5 tháng sau là em gặp anh Bằng Cường. Nhưng mà mọi người cũng thấy là anh Bằng Cường không có cao. Dạ. Sao tiêu chuẩn em kỹ vậy? Thì em cũng không biết nữa. Nhưng mà đó cũng là một cái lý do mà cũng em cũng chần chừ nguyên một khoảng thời gian để quyết định là có yêu anh Bằng Cường hay không á. Thì nó cũng là một trong cái những lý do khiến em lúc bị đầu là còn search trên mạng, gõ Google Bằng Cường cao 1m bao nhiêu, thế là trên mạng ghi là 1m67, thế là yên tâm, cao hơn mình 5 phân. Mà trên đấy quên không đi thêm giày. Nhưng bình thường em chỉ có 1m62 thôi. Chỉ là cao bằng thôi. Nàng này lên trên mạng search Bằng Cường cao 1m bao nhiêu, mà rất là nhiều người tìm cái kết quả Bằng Cường tìm bao nhiêu. Dạ, ghi là 1m67. Bắt đầu nghe kể. Dạ, nói ra thì nói chung là em cũng chưa gặp cái trường hợp nào như trường hợp này luôn. Bởi vì là nó lạ lắm. Em với anh Bằng Cường thì quen nhau gần như là khoảng nguyên một khoảng thời gian đầu, tầm 10 lần hẹn hò đầu tiên là không bao giờ có hai người hết. Lần nào cũng có anh trai, tài xế, chị em bạn gì, nói chung là cháu gái, chị dâu. Nhà trai hả? Dạ, đúng rồi. Rất là nhiều các nhân vật, lần nào cũng sẽ có những nhân vật khác nhau. Mình sợ em không biết. Không phải, thực ra thì mọi người thường hay nói là nghệ sĩ mình ấy là lúc nào mình phải giữ một cái tiếng thơm. Mặc dù là cái chẳng hạn mình có một chút gì đó về tên tuổi, nhưng mình càng làm sao mà giữ được cái gọi là cái nét đẹp trong cái con người nghệ sĩ một chút, thì Bằng Cường bị cái như vậy, mang tiếng. Đúng rồi. Ủa nhưng mà đi riêng đâu có xấu gì đâu ta. Có nghĩa là nhiều không khi á, không kèm hãm được cái lửa mà trong người á, nhiều khi đi mà nhiều khi cái nó vượt qua cái bản năng, nó vượt qua lý trí đó, thì đã có gia đình mình kèm lại. Không luôn nguy hiểm lắm. Đó, nó kèm lại. Cường, cẩn thận Cường à.
tém lại ví dụ vậy. Tại vì em muốn là khi mà gặp gỡ với bạn gái thì mình muốn cho bạn gái có một cái sự an toàn, cảm thấy cảm giác an toàn, cảm giác là được tin tưởng. Thế nên đi đâu mình cũng muốn cho cả gia đình mình đi cùng để cho bạn gái biết mặt là mọi người trong gia đình như vậy. Thôi chị nghĩ là bỏ những cuộc đi chơi đông người đó đi. Không, nhưng mà sau này chẳng thú vị gì hết. Nhưng mà sau này là thôi rồi, sau này là không có cho đi. Bây giờ người ta đừng muốn hỏi cái lần đầu tiên đi hai người. Đúng rồi đó. Lần đầu tiên đi hai người thì lại không phải là ở Sài Gòn, mà là lúc đó em có một cái lịch học ở Hà Nội. Dạ. Thì lúc đó Bằng Cường có lịch diễn ở Hà Nội luôn, nhưng mà em lại đi ra trước Hà Nội khoảng 3 ngày. Thì 3 ngày sau thì anh Cường mới ra. Thì thật ra là em có thống nhất, tại vì lúc đó em cũng đi với chung gia đình của em luôn, thì cũng có thống nhất là sẽ đặt phòng cho anh Cường cùng với lại cái khu của nhà em ở luôn, thì để tiện mình đi chơi với nhau. Nhưng mà rất tiếc là tại vì cái chỗ đấy nó hết phòng, thành ra là bị bể kế hoạch là anh Bằng Cường ở một nơi xa hơn. Thì thành ra là em lại phải đi gọi là, vì em gọi là bận rộn, thì sau đó sắp xếp được cái khoảng thời gian á, thì là với bắt Grab chạy lên chỗ anh Bằng Cường. Thì lúc đó là chắc là ở riêng với nhau tầm khoảng được 2 tiếng đồng hồ. Đó là lần hẹn hò đầu tiên. Đi đâu? Hôm đó mình đi đâu? Dạ thì cái chỗ nơi anh Cường ở. À là đi lên chỗ Cường. Dạ dạ đúng rồi. Là câu chuyện xảy ra từ đó. Dạ đúng rồi. Thế là em bữa đó em có thu hoạch được cái gì không đó, chị hỏi hoài. Em thả tính quá. Tính là rẹt gieo quá mà không có gặp. Ngoài kia không gặp được cái gì hết trơn trời. Đi ăn thêm 10 lần nữa có gia đình cũng chưa. Khai đi có thả thính. Ừ, có thu hoạch được gì? Sau khi mà cả hai gặp lại thì bao nhiêu cái mong chờ, cái yêu thương, bắt đầu tình cảm bắt đầu nó mới được ùa về. Thì sau đó là cả hai cũng nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, thì hiểu nhau nhiều hơn. Rồi bắt đầu mới tiến đến quyết định là yêu. Thì sau đó thì khoảng độ 2 tiếng sau thì Bằng Cường bảo anh lại một cuộc hẹn đông người là đi với lại Bảo Trân. Thế là lại ba anh em lại đi chơi rồi đi nghe hát ở Hà Nội rồi đi ăn uống. Đấy, sau đó là vẫn là đông người. Chán quá cái cảnh. 10 ngày đầu là gia đình nhà trai, 10 ngày sau gia đình nhà gái. Có gì đâu mà mò em. Vậy trong hai tiếng cũng chưa gặp được gì luôn. Dạ nói chung là cũng nhát lắm. Tại vì nhưng mà thật ra là em thì bởi vì em cũng là một chút khó, tại vì em cũng là người Công giáo á. Thành ra là cũng có một cái gì đó cũng không có phải là dễ, nhưng mà cũng không hẳn là, bởi vì em nghĩ là nếu mà trong tình yêu thì đôi khi cảm xúc mình cũng không có control được, thì cái chuyện đó thì em cũng không phải là quá gọi là bắt buộc là phải như thế hay như thế, mặc dù là em biết là mình cũng nên giữ như vậy, nhưng mà anh Bằng Cường á thì anh là không bao giờ là người chủ động. Ít ra là cái nụ hôn đầu tiên nó phải có chứ. À đúng hôn đầu tiên à, đúng hôn đầu tiên là cái khoảng thời gian hẹn hò nhà trai á. Là lúc đó nó xảy ra rồi, nhưng mà bởi vì là anh này anh ghen thì anh mới hôn em thôi. Chứ còn nếu mà không có cái vụ đó là cũng chắc không hôn đâu. Thì ghen mà hôn hả? Dạ đúng rồi. Là sao? Chứ tò mò gì? Cái này vui nè. Mình vui nè. Chồng kể đi, vì ghen mà hôn để chồng kể. Chồng kể đi. Có nghĩa là hôm đó là một ngày đẹp trời, là sinh nhật của một người bạn của em. Thì là mới mời em đi ăn, rồi mời em đi gọi là đi chung vui với gia đình họ. Thì em lại cũng hẹn luôn bảo anh đi cùng anh nhé. Đến đây mình đi ăn sinh nhật thì mình đi xem phim. Thế là cả nhóm hẹn nhau đi. Thì là đến cái nhà của cái gia đình kia. Thì là mình đã giới thiệu đây là Bảo Anh là bạn của anh. Thì cái nhà kia nó nghe không rõ hay sao ấy. Nó tự nhiên anh giới thiệu cho Bảo Anh cho cháu em đi. Mà trong khi đấy người yêu tao mà tự nhiên mày bảo giới thiệu cho mày. Thế là bắt đầu mới bảo mình đã lịch sự, mình đã không có nói rồi. Mình đã bảo là thôi đi lên xe. Thì tự nhiên lại cứ bảo anh ơi, đi sang xe bên kia đi cùng với cháu của chị. Chị giới thiệu cho cháu chị. Xong trong khi em đang đi xe bên này, tự nhiên sao đi sang bên này. May là bảo anh không có đi bên kia, lại nhảy sang bên này, lại đi cùng em luôn. Thế là cái cô kia cũng đi theo sang bên này. Đi theo để chủ yếu là muốn bắt cái cô này quen cháu với bạn kia. Đấy, cái lúc sau bắt đầu đi ăn uống xong thì là đi vào rạp xem phim. Thì đang vào rạp xem phim thì cứ ngồi nói chuyện để giới thiệu cho cái đứa cháu cho ngồi gần. À là cũng chị kia đi chung vô. Đúng rồi. Tức là cướp xác Bảo Anh cho bằng đường mà. Bằng cách anh đi theo dữ quá. Mà trong khi mình thì nghệ sĩ thì phải lịch sự. Chẳng nhẽ là mình lại bộp luôn thì mới không được. Mà lại là em nữa, chơi thân nữa. Mà rõ ràng mình đã giới thiệu thế rồi. Thế tức quá thì thôi lôi cô này ra chỗ khác. Mặc dù chỗ đấy không phải vé của mình. Lôi đại mình ngồi trên hàng đầu ngồi. Mặc dù xem phim thì không ai ngồi hàng đầu mà mình lôi lên hàng đầu ngồi.